Tèo 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 tèo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của Hair Sheet. Và thực sự ấy là trong tập này ấy, mình không biết làm cái gì. Tuy nhiên ấy, là mình phải làm bởi vì là cái clip trước đã đủ 5.000 like. Và nếu như mình không làm thì các bạn sẽ hỏi mình là tại vì sao mình không làm cái clip này khi đã đủ 5.000 like rồi. Vì thế mà nếu như clip này đạt được 5.000 like, chúng ta sẽ làm clip tiếp theo nhá. Và thực sự ấy, là hiện tại mình cũng chưa biết cái tập này đâu dự định chúng ta sẽ làm cái gì. Tuy nhiên ấy, là thôi chúng ta cứ đi nhá. Nếu như mà nó đủ được cái gì thì làm cái đấy nhá. Ok mọi người. Rồi, thì ở tập trước có một vài bạn chỉ mình là có một cái chỗ có kim cương ở trong ngôi làng. Thì hôm nay trước tiên là mình cứ quay trở lại chỗ đó đã. Và các bạn biết một điều gì không? Đó chính là mình không ấn F5 được, cho nên là bây giờ không ấn exit được luôn. Cho nên bây giờ mình chỉ có thể ấn E thôi, cho nên là các thao tác của mình nó hơi bị chậm nhá. Hy vọng là các bạn thông cảm cho mình. Ok anh em ơi. Rồi, thì cứ hai hôm sẽ có một cái clip exit nhá. Mọi người đừng hỏi mình nữa, bởi vì là nó như thế đấy. Cứ hai hôm là sẽ có một clip exit cho mọi người. Chảy ở sao bây giờ cái mấy cái phim số của mình không ấn được ấy. Bạn nào biết cách nào để ấn mấy cái phim số không? Để các mấy cái phim số ở bên tay tay trái của mình ấn được thì các bạn hãy comment ở dưới để biết nhá. Đó, không ấn được mấy cái F1, F2, F3, F4, F5 luôn, mặc dù cái đèn nó vẫn sáng nhưng mà không ấn được. Mình đang rất là bực mình với cái vấn đề này các bạn ạ. Ấn mấy chữ thì vẫn ấn được này. Cái cúp để ở đây. Rồi. Mình sẽ quay lại ngôi làng để mình đào kim cương nha. Ôi giời ơi, mấy cái con zombie. Ui. Cái kia chữ thập à anh em? Hình chữ thập đảo ngược là tượng trưng cho ác quỷ các bạn ạ. Đúng không nhở? Ghê hả? Đảo này ra này. Ê. Đúng rồi, nó nổ cái khiến cho cái chỗ này nó dễ đi hơn ấy. Hoặc là không các bạn ạ. Nhưng mà với tài pack ua của mình thì mình có thể pack ua qua được. Và cái ngôi làng nó ở phía dưới đây. Mà tự nhiên mình lại chạy về phía này. Mình tập này mình cũng hơi bị ngáo ấy các bạn ạ. Ở dưới đây có gì không? Không có gì hết. Nhưng mà đây sẽ có một cái hang này. Và tình hình là tí nữa mình sau khi mình đào cái kim cương ngôi làng xong thì mình sẽ quay trở lại một trong những cái hang ở đây. Bởi vì mình hy vọng là mấy cái hang đây sẽ có rất là nhiều kim cương các bạn ạ. Bởi vì mình thấy là các bạn hình như là rất là thích kim cương luôn đấy sao ấy. Bởi vì những cái clip mà mình làm mà nó liên quan đến kim cương ấy thì quá trời người xem luôn. Còn những cái clip nào mà nó không có kim cương thì chả có ai xem hết. Vì thế mình sẽ cố gắng làm nhiều cái clip liên quan đến kim cương để cho các bạn xem cho nó thích mắt nha. Đó. Với cả là cái bộ đồ của mình nó sắp hỏng rồi. Với cả là cái ước mơ của mình là sẽ cố gắng xây một cái ngôi nhà toàn là kim cương thôi. Đó. Vì thế mà mình sẽ cố gắng kiếm càng nhiều kim cương càng tốt. Rồi. Ở tập trước đây mọi người chỉ mình kim cương ở đây đây. Mọi người không chỉ cho mình cũng chả biết. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Đấy. Vì thế mà các bạn mà có thấy được những cái nào chỗ nào mà nó mình không để ý á, mà các bạn có để ý được ấy, các bạn hãy chỉ mình với nhá. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bởi vì là cái mắt của mình cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi anh em ạ. Đây là mắt của mình nó nhiều khi nó còn bị mù, bị lé, bị lác nữa. Cho nên là hy vọng là các bạn sẽ chỉ mình. Chứ các bạn đừng có chửi mình nha. Ok. Ngôi làng này chả có gì đâu. Mày đi loang quang ra ngoài cả thận zombie nó ăn thịt mày nhá ông dân làng. Đậu phộng à, ông chứ sao lại mày. Dạo này mình nói chuyện mất dạy vô học. Vãi cả trưởng ra các bạn ạ. Mày gọi là lão đi ra ngoài cẩn thận là zombie sẽ cắn lão đó. Mình lại gọi là mày. Vẩn. Rồi, mình sẽ chui vào một cái hang nhá. Có kia một cái hang để chui vào. Biết đâu thì nó lại có quá trời kim cương cho mình thì sao. Lúc đó mình hứa hẹn là mình sẽ chui vào cái hang nào, bây giờ mình lại quên cái đường qua cái hang đấy rồi. Đậm chất Zoro luôn các bạn ạ. Thực sự là mình đã hoàn toàn quên là tí nữa mình sẽ phải quay lại cái hang nào. Ủa, bên đây không phải rồi. Vậy có thể sẽ là bên kia. À, kia rồi. Mình thấy có lối vào một cái hang ở đây. Nói chung là cứ kiếm được cái hang nào thì rúc vào thôi các bạn ạ. Không quan trọng lắm đâu. Rồi, ví dụ như cái hang này. Chúng ta sẽ rúc xuống cái hang này để xem là nó như thế nào. Lần đầu tiên mình vào một cái hang mà nó ở cái kiểu dạng như này đấy. Rồi, cắm đuốc bây giờ, cắm đuốc nó cực kỳ khó luôn đấy các bạn. Mình không đổi số được ấy. Đây, cắm đuốc nó khó lắm. Các bạn ạ, mình phải xài con lăn chuột ấy để đổi số ấy. Chứ mình không đổi số kiểu kia được đấy. Nên đổi sang kiếm nó hơi chậm. Mình đang, chắc là mấy hôm nữa nếu mà nó không đỡ ấy, chắc mình phải mang đi mình sửa các bạn. Mang ra tiệm sửa bàn phím, chứ bàn phím mình nó khá đắt, không đập được. Nó mà rẻ là mình đập rồi đấy. Nhưng mà nó đắt quá, không đập được anh em ơi. Ủa cái hàng nó có vẻ sâu đấy các bạn. Và mấy cái hang sâu như thế này thì dễ có kim cương lắm. Chưa thấy kim cương nhưng mà thấy vàng rồi nè. Chưa thấy kim cương nhưng mà đã thấy vàng rồi nè. Có cái nào để chuyển con chó chuột nó nhanh hơn không ta? Để mình chuyển hai cái này sát vào nhau đi. Để tí có gì thì sẽ đổi lại cho nó dễ này. Đó. Đó anh em thấy không? Chỉ có nước vậy thôi. Ồ kim cương các bạn thấy không? Trời ơi. Cái này gọi là động không đáy. Trời ơi rick rồi anh em ơi. Rick rồi. Ôi dồi, có một cục cả. Nhưng bên đây còn nhiều lắm.
Trời ơi. Quá trời luôn các bạn ơi. Quá trời. Trời ơi, dưới đây đầy kim cương luôn. Đã ghê luôn. Mình nghĩ là cái hàng nó không chỉ dừng lại ở đây đâu anh em ạ. À, mặc dù là đi mai trong cái trò này nó cũng không quan trọng lắm, nhưng mà nói chung là kiếm càng nhiều kim cương là tốt các bạn ạ. Mục tiêu xa nhất của mình là 1 tỷ các bạn chế tạo. Và bây giờ mình sẽ đưa một cái mục tiêu gần là xây một căn nhà bằng kim cương ở cái series này. Ây à, rồi khó quá các bạn ơi. Cái này đúng là kiểu là mình đang gọi là thử thách luôn đấy các bạn. Thử thách chơi game mà không được bấm số. Thử thách chơi game bằng con lăn chuột. Không biết các bạn thấy có tối không. Nhưng các bạn phải thông cảm cho mình cái vụ này nhé. Bởi vì là thực sự mình không muốn như vậy đâu. Mình cũng muốn các bạn nhìn sao nó, cho nó sáng thôi. Nhưng mà cái tiếng gì ấy nhỉ. Đó. Bởi vì phải dùng con lăn chuột chứ mình không được dùng chuột các bạn ạ. Ui kim cương. Ây à, là thấy có kim cương ở trên đây rồi này anh em. Quá trời kim cương luôn. Dầu to rồi. Đậu phộng. Đây. Lại phải dùng con lăn hãm vãi cả trường nha. Cái bàn phím này của mình 2 triệu mấy cô. Cho nên là mình không thể đập ra được. Chứ bàn phím này là mấy chục nghìn là mình đập rồi đấy. Đậu. Bàn phím này gắn bó mình hơn 2 năm rồi. Từ cái lúc mà mình mua cái dàn máy tính mới này đấy. Thì mình đã mua cái bàn phím này. Cũng như cái tai nghe này. Cái tai nghe này thì tai nghe 7.1 ấy, tai nghe này cũng xịn phết ấy. Tai nghe này cũng tầm 3 triệu rưỡi sao ấy, chả nhớ nữa. Bởi mình mua lâu lắm rồi. Đấy, cho nên mình không thể đập hai cái này được các bạn ạ. Nó còn tắt tất cả cái màn hình nữa mà. Ê à, sao đông vậy, bắn nhau kìa, nó bắn nhau thì xèo rồi. Còn đây bắn nhau thì xèo lên rồi anh em ạ. Đó. Mày, đỡ được á. Đỡ được á. Mà mình lười đỡ quá. Mình khỏe quá cho nên mình lười đỡ các bạn ạ. Tôi thật với các bạn luôn đấy, một khi các bạn khỏe quá các bạn tự nhiên đâm ra các bạn lười làm nhiều thứ, lười đỡ này, lười làm cái này, lười làm cái kia. Trời ơi, ui, trời ơi, sao ở đây nhiều kim cương vậy ta? Mà mấy tập đầu nó thật với các bạn, mấy tập đầu tìm hoài không thấy kim cương luôn. Mà sau tập này đi tí là kim cương này, đi tí là kim cương này. Đó anh em thấy không? Nào, kim cương, quá trời kim cương luôn. Giàu luôn đấy anh em, sau một tập là giàu luôn đấy. Giàu luôn, không biết nói gì luôn. Dích luôn. Hay. Wow. Cái hàng này sâu ghê. Mà mình sợ là ở dưới mấy cái vực sâu ấy thì nó sẽ không có kim cương à. Càng dưới sâu nữa càng không có kim cương. Mà kim cương ở trong cái trò ấy nó lộ thiên ở phía trên các bạn. Và thực sự là mình không ấn F3 được. Cho nên mình không biết là mình đang ở tầng bao nhiêu. Rất khó chịu các bạn ạ. Chắc chắn đấy bạn, một điều là cái bàn phím của mình nó không bị hư. Bởi vì là những cái phím như kiểu là phím mấy phím mà gần đấy thì vẫn ấn được. Mà tại sao thì nó chỉ khoanh tròn ở một chỗ nó không ấn được thôi. Đó. Mình hơi thắc mắc một tí. Ai có thể giúp mình trả lời những câu hỏi không? Hãy trả lời giúp mình ở dưới phần comment nhé. Mình sẽ cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ hậu tạ bằng việc là mình sẽ gửi các bạn những cái nụ hôn gọi là nồng cháy nhất của mình các bạn ạ. Chụt. Ok, đi lên xem mà nó có gì hot ở đây nữa. Ui con nhện. Con nhện có tính là hot không anh em? Nhện. Cẩn thận nha, nhìn trên mấy cái nóc ở trên đây cũng có kim cương đó. Kim cương có thể ở bất cứ nơi nào. Hình như mấy cái ỏi nó có xương thôi hay sao đấy các bạn. Chả có gì ngoài xương đâu. Rồi, vậy là hình như là mấy cái chỗ này cũng hết rồi. Hết rồi anh em ạ. Tìm đường lên thôi. Ô, đấy, bên đây vẫn còn này. Trời ơi. Phải dùng chuột, dùng lăn chuột khó chịu quá. Ô, bên đây cũng là đường ra các bạn ạ. Mình nghĩ là mình nên ngó lên phía trên đấy. Ngó lên trên trời dễ có kim cương hơn. Quá trời luôn. Ơ bên đây thì nó lại ra cái khu băng tuyết. Bởi tại là mình không có nhu cầu qua khu băng tuyết các bạn ạ. Đây là mình sẽ đi ở bên đây tiếp. Mình sẽ quyết định là đi tìm một cái hang khác để vào. Với ý định là có thể kiếm thêm vài nghìn cục kim cương nữa các bạn ạ. Chứ như này nó vẫn hơi ít. Ok, để mình leo lên đây nào. Đó. Có đường nữa không ta? Hình như là hết đường rồi sao á. Để nó nổ. Rồi ơi. Nổ thoải mái, các bạn ơi, mình không sợ nổ. Bởi mình không có chuyển vũ khí qua để mình đập được các bạn ạ. Khó chịu lắm. Dưới này còn cái hàng sâu lắm anh em ơi. Mà mình nghĩ là hang càng sâu thì càng không có kim cương đấy các bạn. Mình chỉ sợ là tí leo lên nó mệt thôi. Kiếm thần. Ui cắm gần hết đuốc rồi này. Ok. Hello.
Hang này cũng là hang băng các bạn ạ. Quá trời hang băng luôn. Ui, như đây đường lên hay sao này? Có một con đường lên ở đây sao? Mình thấy ở trên đây khá là sáng. Hay là nó chỉ là băng nữa? Có đường lên thôi này anh em. Vãi, vậy là cái hang nó khá là thông với lại bên đây đấy. Nó thông với bên đây. Vậy là vẫn có đường lên nha anh em, không lo đâu. Có tiếng chim thì nó kêu á. Chim ca líu lo, hót trong rừng xanh. Tà lăng, tà lăng, tà lăng. Ok, mình lấy thêm một ít này để có gì mình làm thêm một ít thuốc. Làm luôn đi nhở. Đây, ngay vào luôn. Ok, rồi. Khó chịu. Vậy mình nghĩ là tầng này cũng không thấp lắm đâu. Rồi, ôi cụt luôn anh em ạ. Nếu bây giờ mình mà đặt mấy cái đuốc ở đây đấy, đảm bảo các bạn một hồi nữa thì mấy cái băng nó sẽ tan chảy hết. Đó các bạn thấy không? Chưa gì nó tan rồi này. Chưa gì băng nó tan rồi các bạn thấy không? Đó. Đặt một hồi nó tan sạch cái khu này ra, băng nó tan sạch luôn đấy. Tính ra là cái game này nó có logic phết đấy nhỉ anh em nhỉ? Cứ tưởng là logic, ai ngờ là logic không tưởng. Mốt mình sẽ quay lại đánh cái tòa tháp kia sau. Cái tòa tháp mà lần trước chúng ta bị giết đấy các bạn. Ôi cái tập mà đánh đi đánh lại mệt mỏi luôn. Cuối cùng bị giết luôn. Quá là buồn phiền. Ở mấy cái vách núi này cũng có kim cương các bạn. Cái game này kim cương nó ở trên bờ còn nhiều hơn ở dưới hang. Đảm bảo luôn. Nói chung là ở trên cao sẽ có nhiều kim cương hơn ở dưới thấp ấy. Game Hexit là một cái game cực kỳ nghịch lý luôn. Và bây giờ mình sẽ đi quay trở về lại căn nhà thân yêu đi. Ô, con gì nhỉ? Nghe tiếng lợn kêu ấy. Không biết tiếng con đấy là con gì ta? Ai nghe ra tiếng con gì không? Cái cây nó mọc hay chưa? Mọc mát hay luôn. Ở đây cũng có cái hang này. Tình hình là leo lên xem nó có gì ở trên nhỉ? Để mình leo lên cái hang này nhá. Cái đầu nó có đồ ngon vật lạ gì sao? Hang có vẻ ngon. Ui kim cương đấy. Trời, tí thì bỏ qua cái hang này là xong đời mình luôn các bạn. Quá trời kim cương luôn. Rồi ngon. Hang này được đấy. Được của nó đấy anh em. Còn ui còn ở trên kìa. Nhập đã. Mình ghét cái hang này. Mình không ấn, mình không vẫn exit được. Sao mình không ấn số được? Mình đào cái kiểu này mệt mỏi đấy. Mặc dù rất là nhiều kim cương nhưng mình rất mệt mỏi. Vì phải đào kiểu này. Đào kiểu này rất là mệt. Kệ chứ mày chứ. Ủa cái gì mà ủa. Từ từ các bạn đợi bình tĩnh nhá. Mình cắm đuốc vào cho các bạn xem. Rồi. Mình ghét cái game này. Cái game này mình không chơi được. Chắc mình phải nghỉ mấy hôm quá các bạn ơi. Đậu xanh. Con chuột của mình khó điều khiển quá. Mình làm mọi thứ đều bằng chuột thôi. Mình chỉ được di chuyển ADFW thôi. Còn lại mình phải sử dụng chuột hết. Khó vãi trưởng ra anh em ạ. Ok nhưng không sao. Mình nghĩ là mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi. Hello. What? Con creeper nổ chết hết mấy con này luôn. Hay lắm. Đúng là chú creeper thông minh các bạn ạ. Mình đặc biệt danh cho nó là như thế. Nó thông minh vãi cả trưởng, nó nổ chết đồng đội luôn. Ôi bị đói. Tự nhiên bị giật mình cái. Mình tưởng bị cái gì cơ. Hóa ra là đói các bạn ạ. Mình chơi game Minecraft rồi nhá. Mình thề các bạn luôn. Chả bao giờ mình để ý là khi nào mình đói hết đấy. Mình toàn để ý với cái gì thôi. Kiếm đường lấp cái này vào. Hello. Hình như là không có kim cương các bạn ạ. Nếu như mình nhìn không nhầm thì nó sẽ không có kim cương ở đây. Và tự nhiên mình lại chui đầu vào đây làm gì. Vai. Chui đầu vào cái lo vượt dòng thác nước này lên đây. Trong khi nó chả có cục kim cương nào. Mình cũng rảnh lắm. Cắm đuốc cho các bạn nhìn nè. Ok. Cắm đuốc ở đây. Được một bên rồi. Còn bên đây nữa. Hello. Trên đây cũng là đường lên thôi các bạn ạ. Cũng chả có gì. Nó chỉ là một cái đường lên khác thôi. Bên kia là sao? Mình muốn qua bên kia. Thế tình hình mình sẽ qua bên kia đi. Rồi. Nhảy lên. Nhảy lên coi. Ok. Đào lên này. Nhảy qua đây. Hy vọng là sẽ có thêm một ít kim cương các bạn ạ. Mặc dù là tập này lấy được hơi nhiều kim cương rồi. Nhưng mà no hope.
vàng này, đá đỏ này đều không cần hết. Bây giờ mình sẽ đi lên nhá. À mà thôi, chắc có lẽ là mình sẽ dừng cái clip ở đây thôi. Hôm nay mình cảm thấy hơi mệt đấy các bạn. Tiếng gì nhỉ? Có lẽ mình sẽ dừng cái clip ở đây thôi. Hôm nay mình cảm thấy hơi mệt, hơi chóng mặt đấy. Hy vọng là các bạn thông cảm cho mình nhá. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ quay clip ít lại hơn đấy. Vì thế mà lâu lâu mình sẽ ra một clip cho các bạn xem. Bởi vì là dạo đây mình hơi bị mệt người, hơi chóng mặt đấy. Mình nghĩ là nếu mình làm việc quá sức mình sẽ đi viện mất thôi. Vì thế mà ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Mình sẽ làm clip tiếp theo nếu clip đủ 5.000 like. Còn bây giờ thì bye bye.